Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì mình quay lại với các bạn để mình chia sẻ cho các bạn về các loại cửa. Thì rất là nhiều người khi mà mình tiến hành thiết kế cũng như thi công ngôi nhà của mình thì họ hay phân vân là mình chọn cửa sổ lùa hay là cửa sổ mở. Thì mở nó có hai dạng, một là mở quay, hai là đẩy ra chữ E đó. Thì tiếp tục hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái cửa mở. Thì cái cửa mở thì các bạn cũng biết rồi, rất là đa dạng. Cửa một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh đó, và mở nó có nhiều cái cách mở đó, như mình vừa nói đó, mở là mở xếp vô với nhau này, mở là rút chốt, mở bung 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 ra này, mở là có thể là đẩy chữ E ra, nó đều là cánh mở, thì nó đều có cái phụ kiện mở hết đó, thì nó rất là đa dạng và mẫu mã đó. Thì các bạn làm như thế nào cũng được hết đó, các bạn có thể chia tạo hình tạo dáng nó rất là dễ. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của cái cửa sổ mở. Rồi cái thứ hai là tạo không gian thông thoáng, thì các bạn cũng biết rồi, nó so với cửa sổ lùa, cửa lùa thì nó chỉ lùa qua được một bên thôi. Nếu mà chúng ta làm một cái khung lớn ấy, cửa sổ lùa nó chỉ lùa một bên, còn một bên thì nó là phải là cố định, hoặc là nó lùa qua hai bên thì nó cũng sẽ có một cái khung mà nó sẽ chắn cái gió lại, nó không có thoáng mát được. Nhưng mà cái cửa sổ mở này các bạn chỉ cần rút chốt ra, các bạn mở và xếp hết vào trong tường được, thì nó tạo cho các bạn một cái không gian nó rất là thoáng đãng đó. Thì đặc biệt là đối với những cái ngôi nhà nhỏ và chúng ta cần những cái không gian nó thoáng, cần lấy gió, cần nó rộng rãi, nhất là những cái ban công khi mà chúng ta muốn sử dụng để ăn uống cho bạn bè ngồi, hoặc là muốn thư giãn hoặc muốn cái gì đó, chúng ta có thể mở bung cái cửa chúng ta xếp vào một góc, thì chúng ta sẽ tận dụng được hết cái ban công đó để chúng ta sinh hoạt, để chúng ta làm. Và cái cửa sổ mở này á, và cái cửa mở này nó cũng có thể làm các cái vách ngăn di động được, là chúng ta chỉ cần rút chốt và chúng ta xếp vào thì nó sẽ tăng không gian, và chúng ta cũng có thể là chúng ta xếp cái không gian ấy lại để thành các cái vách ngăn cũng được. Đó là cái ưu điểm của cái cửa sổ mở đó. Và các cái cửa đi mở nó cũng y chang như vậy, nó tạo ra cái không gian rất là thông thoáng. Thì rất là nhiều các bạn trẻ và thích những cái không gian thông thoáng này thì đã chọn các cái cửa sổ hoặc là cửa đi á, và rút chốt và mở và xếp vô trong tường để tạo ra một cái không gian rất là lớn, rất là rộng. Đó là cái ưu điểm của cái cửa sổ mở cũng như là cái cửa đi mở đó. Thì cái này này thì gió nó vô rất là nhiều này, bởi vì nó không có bị ngăn cản một cái gì hết. Và tiếp theo thì các bạn cũng biết rồi, những cái cửa này nó đều được bao bọc bởi những cái khung thì nó rất là cứng cáp các bạn đó. Nó có thể là cửa bằng sắt, có thể cửa bằng nhôm, có thể cửa khung cửa bằng gỗ, nhưng mà nó đã có những cái khung nó bao che thì nó cái cửa này nó rất là cứng cáp này, và đều có những cái chốt. Thì bây giờ người ta đang làm những cái cửa nhựa và cái cửa nhôm á, thì nó là khóa đa điểm, nên nó có rất là nhiều các cái khóa nó liên kết lại với nhau, và những cái chốt trên chốt dưới nó thì cái cửa nó rất là cứng cáp các bạn. Thì khi mà các bạn đóng vô á, thì hầu như là các bạn không thể dịch chuyển được, nó không có độ rung lắc luôn đó, thì nó cứng cáp tới cái mức độ như vậy. Và bây giờ là người ta hay làm bằng kiếng đó, và những lớp kiếng là có thể kiếng cường lực 8 ly, 10 ly, 12 ly. Thì lớp kiếng cường lực đấy thực tế là khi mà chúng ta đưa vào trong cái khung, nó còn cứng hơn những cái tường xây của chúng ta. Chúng ta có thể dùng búa, chúng ta có thể đập được cái bức tường, nhưng mà chưa chắc chúng ta đập vỡ được cái bức kiếng đó. Đó. Nên là những cái phong cách thiết kế nhà hiện đại thì người ta đã dùng những cái cửa này nó rất là nhiều. Đó. Và tiếp tục về cách âm và cách nhiệt. Thì những cái cửa nó kín khít, nó có các cái rong kín khít thì nó đã cách âm rất là tốt rồi. Còn cái cách nhiệt thì những cái cửa nó đã cách nhiệt một phần. Còn nếu mà chúng ta muốn cách nhiệt mà tốt hơn nữa thì những cái kiếng đó mình cần phải dán phim cho nó, là gọi là phim cách nhiệt đó. Hoặc là có những cái loại cửa cao cấp hơn thì họ sẽ làm hai cái lớp kiếng, và trong giữa cái hai lớp kiếng nó sẽ có cái lớp trần không để mà nó cách nhiệt đó. Đó, và cách âm luôn. Thì cái đó là những cái nhà cao cấp thì người ta có thể người ta dùng, những cái biệt thự hoặc là những cái nhà mà người ta đầu tư cái giá trị cao á, thì cái những cái ngôi nhà đó thì nó rất là chất lượng đó. Và cái tiếp theo của nó là nó hạn chế được cái vấn đề về cháy nổ. Thì các bạn cũng biết rồi, những cái cửa mở thì khi mà có cháy nổ thì chúng ta có thể bung cái cửa, chúng ta có thể thoát ra ngoài rất là dễ đó. Thì nó khác những cái cửa mà cửa cuốn này hoặc là gì đó. Những cái cửa cuốn thì khi mà cháy nổ là thường nó hay bị mất điện thì chúng ta rất là khó thoát. Còn cửa mở này chúng ta chỉ rút chốt là chúng ta thoát ra ngoài thôi. Nên là rất là nhiều người khi mà họ xài cái cửa cuốn, có thể là họ vẫn sợ,
Nên là họ sẽ đổi qua làm các cái cửa mở này này để phòng chống cái vấn đề cháy nổ đó. Thì các bạn cần phải lưu ý khi lựa chọn cho mình là cửa mở này hay là cửa cuốn nữa cơ. Đó. Và cái nhược điểm lớn nhất của cái cửa này thì các bạn cũng biết rồi, nó mở ra được thì nếu mà chúng ta quên móc lại, quên gài lại thì gió mạnh nó có thể đập cái cửa, nó đập lực gió đập rất là mạnh, thì nếu mà cái cửa nó không tốt thì có thể là làm vỡ cửa, làm nứt cửa đó và gãy các cái chốt đó. Và một cái nhược điểm nữa là chúng ta mở ra được mà chúng ta quên đóng thì mưa nó thổi, cái nó thổi hết vô trong nhà luôn, thì mình gặp rất là nhiều tình trạng là khi mà mưa lớn đó, và chúng ta quên đóng là trong nhà nó làm một cái ao nước luôn đó, thì nó ướt hết cái đồ trong nhà đó. Thì đấy là cái hai cái nhược điểm lớn nhất của cái cửa mở đó. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn để các bạn có được một cái kiến thức cũng như là một cái suy nghĩ làm sao để mình chọn cho mình được những cái loại cửa nó phù hợp, làm nên làm cửa lùa hay làm cửa mở đó. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.